Vâng ạ. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với trang ký của Quý Sương. Trước tiên thì rất cảm ơn các bác luôn quan tâm tới bên em cùng với em trong tuần qua. Bác nào mà chưa kênh em lúc đăng ký kênh màu đỏ có phải bên dưới video lúc biệt của chuông. Ngày nay bên kính duy nhất phiên ngày mai là có một dây băng chuối đá ba đá bọc vàng thập kỷ 1937 1940 của Mỹ xưa, hàng chuẩn lâu nhất. Hàng lần đầu của dây băng Mỹ thì nó là cái chuối đá phe đá thập kỷ 37 40 nhá. Đến 50 là cùng thế thôi. Đổ lại thôi. Đấy, thì là con này mắt xanh ra uống R3 sang 84. Cái dòng này thì em chia sẻ nhanh thôi, bởi vì nó là sự với các bác là hơn 2 năm qua bán tại nhà và được trường trinh thì dòng này em giới thiệu là quá nhiều rồi. Chính cái đó là em lướt nhanh, không vòng vào tam quốc nữa, mất rất nhiều thời gian. Đỉnh cầu trên là dây băng, ngầm cầu dưới là BL 1/10 12K ghép chuối đá với đá nhé. Đấy, đầu này cái chữ rất là nhỏ luôn. Đấy, đỉnh cầu trên BL đây. Mọi thông tin chi tiết về kính thì đều ghi bên dưới video rồi và kèm theo những cái địa chỉ rất là lâu năm, số điện thoại lâu năm, giá cả rất rõ ràng, hình thức bán, thời gian hàng em đều ghi bên dưới video nhé. Các bác nào ở Hà Nội gần nội có địa chỉ nhà em xem kính cổ đồ cổ xưa, đồ đánh Mỹ, các bác ở tỉnh xa hết sức yên tâm, em sẽ gửi phương tiện bưu điện ô tô, bay tàu hỏa, phương tiện gì nhanh nhất em gửi phương tiện đó, thời gian gửi từ 1-2 ngày, chậm là 3-4 ngày. Các bác lưu ý mua kính cổ đồ cổ xưa thì nên chọn cái địa chỉ và số điện thoại lâu năm, ghi trên tường, gắn trên tường, trong nước ngoài nước. Bởi vì ngày nay rất nhiều đối tượng giả danh tranh cục kính xưa là khi lập trang lập kênh một thời gian ngắn rất là nhanh, tức là trong vòng 1 năm, 2 năm, 3 năm lên 10.000, 20.000 người. Tuy nhiên bán hàng của Nhật và nước châu Á, tức là như này này, Nhật và châu Á là sẽ nước thứ hai, một số nước châu Á đấy nguy hiểm hơn, chạy chọn hàng tàu Trung Quốc vào thì một cái bác phải hết sức tỉnh, không sẽ rơi vào bẫy. Đấy là những đối tượng đấy là nó sẽ không công khai chỉ, giấu địa chỉ, sử dụng cái sim khuyến mại sim rác buôn ban 2 36 38 39 tứ quý năm thôi, tức là hẹn thì lúc ở chân chung cư, lúc ở cổng khu tập thể, lúc thì cổng siêu thị, lúc ở cổng trung tâm thương mại, thì đấy là những đối tượng bán lưu manh. Địa chỉ số điện thoại không rõ ràng, mua bán hẹn ở đường, hẹn cà phê rồi là anh ở đâu mang qua xe mưng, rồi em ở đâu anh mang qua xe mưng mua thôi. Đấy nó là cái chiêu thức em nói luôn. Chứ còn nếu mà đã là mua bán hàng chuẩn cổ chuẩn xưa thì địa chỉ số điện thoại rõ ràng, quy trình mua bán nó cũng phải rõ ràng, rành mạch chi tiết như nào, chứ không được mập mờ. Cái kính này có giá là 13 triệu rưỡi nhé, hay còn là 13.500k. Tất cả sản phẩm bán ra đều được bao chiếc bao test toàn cầu trên toàn lãnh thổ. 13 triệu rưỡi. Về hình thức mua bán, bác nào chuyển khoản, bác nào ship code thì vui lòng đặt cọc 100k. Về thời gian gửi hàng từ 1 đến 2 ngày, chậm là 3 đến 4 ngày. Đấy, rất là rõ ràng luôn. Dây băng Aviator xanh ngâm uống size 5814, bọc vàng của Mỹ xưa, hàng chuẩn lâu nhất, rất bền màu, chuôi đá ve đá nhá, nguyên zin, rất mới và rất là rõ ràng luôn. Thông tin chi tiết về kính và dòng thế phải rõ ràng, hình thức mua bán thời gian rất là rõ ràng. Kênh của em triển khai là 7 năm YouTube, bán tại nhà hàng Trinh là hơn 20 năm. Kênh triển YouTube triển khai 7 năm thì gần 3.000 đăng ký kênh, vì làm cách hữu sạn tình thương, cách chân tịch, chân thật, chân thành và rõ ràng, sắc nét nhất, đảm bảo pháp nhân pháp lý. Về thời gian bán hàng từ 7 giờ đến 11 giờ tối tất cả ngày trong tuần, không nghỉ ngày nào kể cả ngày lễ Tết, với điều kiện bắt điện thoại trước, tránh tình trạng đến là xuất quá thì em đi thẩm định và định giá đồ cổ xưa. Bắt điện thoại trước em sẽ nhanh tiếp đón từ xa tại ngõ 390 đường Trinh, lắng nghe thấu hiểu, tư vấn cố vấn tất cả đồ cổ xưa, đồ lính Mỹ. Đó là cái giá trị lớn nhất mua khi xuất đồ cổ xưa lâu năm, có thương uy tín hơn 20 năm và địa chỉ, số điện thoại luôn luôn gắn trên tường, ghi trên tường. Đấy, chứ bên em tìm rất là dễ dàng chứ không. Rồi thông tin về kính, giá cả ghi bên dưới, bên phía video này. Đấy. Và một lần nữa rất cảm ơn các bác dành thời gian xem video của em vừa dài vừa thô. Bác nào mà chưa kênh em đăng ký kênh màu đỏ các bạn ở dưới video. Xin chào và hẹn gặp lại phía sau.